Sợ ai? Sợ chú với các anh Chi Nã, rồi sợ các ông Trùm nữa. Ông Trùm? Dạ. Không phải toàn là ông Trùm à? Dạ không. Anh Toàn á, cũng chỉ là một người làm thuê thôi. Chuyến hàng mà các chú bắt lần trước á, là của một người khác, chứ không phải của anh Toàn. Thế ông Trùm là ai? Đang ở đâu? Em cũng không biết rõ nữa. Nhưng mà không ai biết ông Trùm hết. Có mấy lần đi chung với anh Toàn, nghe anh Toàn nói điện thoại, em nghe đâu ông Trùm hình như tên là ông Chúa hay sao đó. Chồng ạ. À? Sao? Có tìm được thằng Toàn không? Em tìm được thông tin của thằng Tùng rồi. Nhưng mà... Nhưng sao? Nói! Lập cùng con Thu và đám đàn em đều chết cả rồi ạ. Cái gì? Tất cả tụi nó đều chết? Nhưng tại sao? Tại sao lại như vậy? Dạ, chúng nó đụng độ với một nhóm khác tại thung lũng mìn. Hai bên nổ súng. Cho nên không đứa nào sống sót ạ. Nhưng sao em biết? Em không liên lạc được với tụi nó. Bọn trên đấy báo tin về như vậy. Nếu không tìm được thằng Toàn thì 6 viên đạn kia của ai thì em biết rồi đấy. Xin chồng, xin chồng cho em thêm thời gian. Xin chồng ạ. Chồng có thể cho em mọi thứ trừ thời gian. Thay vì ở đó xin xỏ thì vào việc đi. Vâng, em đi làm ngay ạ. Tí nữa thằng Sơn bạch tuộc nó qua, em giao việc này cho nó làm. Dạ vâng, em cảm ơn chồng. Cái đám cướp thằng Tòng với bọn em một bữa đó, có phải là quân của ông Chúa không? Em cũng không rõ lắm anh. Bọn chúng đi vào thung lũng tìm thằng Tòng, em nghĩ là cũng có thể đó. À, việc thân Trùm tạm gác lại. Thế có cách nào để dụ thằng Toàn ra đường biên giới không? Cái này thì em cũng không biết nữa. Vậy thì khó nhỉ. Có cách rồi. Đồng ý nhá. Cho triển khai đi. Dạ. Vâng. Việc này phải triển khai bí mật, nên đề xuất anh cho một tiểu đội cảnh sát cơ động hỗ trợ dẫn giải và bảo vệ. Được rồi, tôi sẽ điện cho anh Thường ngay. Nhưng mà ta định diễn ở đâu? Dạ, thưa thủ trưởng, em thấy trong trại giam mình có cái nhà khách đó, hay là mình làm ở đó đi? Không được đâu ạ. Theo cháu thì nên tìm một bãi đất trống nào đó, mình sẽ diễn ngoài đấy, đề phòng các đối tượng bắt quay cảnh vật xung quanh, tránh bại lộ ạ. Đồng ý phương án đó. Ý Hà thế nào? Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Thế còn đạo cụ thì tính sao? Cái này thì dễ lắm, tí anh đi làm ngay. Tốt. Anh gặp ai vậy? Tôi hỏi anh gặp ai? Anh kia, dừng lại. Dừng tay. Hai thằng em đâu biết anh đâu cần phải nặng tay thế. Mỹ Hà thông cảm. Từ trước tới giờ tôi chỉ hẹn gặp trước khi gặp ông Chúa mà thôi. Ok, mời anh. Lôi đi. Thêm một chút vào đây nữa đi. Mấy hôm nay anh cũng bận quá, không có thời gian để nói chuyện với em. Anh cứ làm tốt công việc là được. Và an toàn tuyệt đối nhá. Tuân lệnh.
Em chào anh. Báo cáo sếp đã xong. Tốt lắm. Như thật đi nhỉ. Tôi xin phép ạ. Cường Bách, đây là Hùng Nhọ, người mà các cậu tìm giết á, coi như là giờ bắt được rồi, đưa về đây tra tấn. Dạ. Hai đứa nhớ chưa? Phải diễn như thật nghe chưa? Dạ. Anh ơi, em bảo này, việc đánh thằng này ấy, bây giờ ấy để em làm vụ. Anh hiểu không? Coi như là sát thủ được hàng này thuê tới. Anh thấy nào? Cũng hợp lý anh hả? Trói cậu ta lại. Anh thấy nào anh? Khá mà anh. Vào việc, vào việc, vào việc, nhanh nhanh. Mày liệu hồn đấy. Ôi trời. Chịu khó anh nhá. Chịu khó nhanh nhá. Gói chặt vào. Chặt vào, chặt. Đi, đi, đi. Trèo lên cái cây kìa. Đây, đây, lên. Buộc chắc đi, buộc chắc. Chịu khó tí anh nhá. Xong chưa? Xong chưa? Bây giờ, một máy quay, một máy chụp. Bắt đầu nhá. Làm như thật nhá. Bắt đầu. Nói đi. Mày là ai? Mày là gì cái cơm? Hả? Thằng chó này. Hả? Tao là bố mày. Thằng chó này. Mày. Tao đâu? Cái bố này. Để xin ý kiến đại ca cái đã. Alo. Thế nào rồi? Dạ. Tụi em đã bắt được nó. Đang giam nó trong nhà quen nè. Thả bố mày ra. Từ từ đã. Mày múc được nó ở đâu? Em bắt được nó ở Hưng Hòa. Mấy anh em thật là cực khổ lắm mới bắt được nó. Nhưng nó là cái gì? Là giết chứ còn cái gì nữa. Nó có vũ khí. Chơi lại. Làm anh em tụi em bị thương. Lúc bắt vô á, anh em tụi em định xử nó. Nhưng mà em không cho. Em đợi ý kiến xin đại ca nè. Tao hận nó lắm. Mày đưa máy cho nó để tao nói chuyện. Mở mồm ra nói chuyện với anh Toàn nè mày. Bố mày nghe. Thằng chó này. Mày làm tao mất hết. Tao mà không moi gan moi tim mày tao ăn thì tao không hạ được. Mày ngu thì mày chết. Liên quan chó thì đến tao. Ngu thì chết. Học mõm mồm ra mà chết. Chết đi. Thằng Bách, cắt đầu nó mang về đây cho tao. Dạ. Cắt luôn hả anh? Cắt cổ nó. Quay phim cho tao xem. Nhanh lên. Nhanh lên. Dạ. Cắt á thì được. Nhưng mà nếu như nó chết rồi á thì làm sao đem qua biên giới được? Không cần. Cứ làm đi. Cắt cổ nó. Thằng chó này á, phải đem nó về tận nơi để cho anh cắt cổ nó. Như vậy á mới hả dặn. Chứ nếu như cho nó chết ở đây á thì quá dễ rồi. Em nghĩ á, hay là em chích cho nó mũi thuốc giống như người bệnh, khi đó chúng ta sẽ dễ lọt hơn. Thôi được rồi. Mày cứ đưa nó về đây. Cứ làm theo cách mày đi. Đưa máy cho thằng Cường, tao nói chuyện. Anh Cường anh bị trúng đạn, bị thương rất là nặng. Em định anh đưa anh vô bệnh viện. Anh Cường, nói chuyện với anh Tòng nè. Nó bắn em đau quá đại ca ơi. Thôi để bây giờ em đưa anh Cường ra bệnh viện đi. Xong á, rồi em giải thằng này về Nam cho anh. Được rồi. Mà quân của mày có đông không? Em kêu thêm 8 thằng ở dưới Hải Phòng lên á, mới bắt được nó. Tụi em sẽ đi 2 xe vào. Anh coi sắp xếp giùm á, mấy anh em ở đây á. Không thằng nào có giấy tờ tùy thân hết á. Chuyện nhỏ, cứ coi chúng nó là dân qua chơi đi. Dạ. Anh mở điện thoại lên đi. Em gửi hình và video qua cho anh xem. Đi cẩn thận. Ra đi. Cởi chói cho cậu ta. Dạ. Cậu có năng khiêu diễn viên, mai mốt có thể đi đóng phim được đó.
À, phim đâu? Đây. Đâu, mang đây. Rồi, chọn hình này nhá, chọn hình này. Thằng chó. Nói đi, mày là ai? Tao là bố mày. Mày về đây, mày chết với tao. Cậu diễn được đấy. Nếu bây giờ chúng tôi cho cậu một cơ hội để lấy công chuộc tội, ý cậu sao? Dạ vâng ạ. Có gì chú với các anh cứ bảo. Bây giờ tôi cho phép cậu theo tổ công tác trên đường đi và trong toàn bộ hành trình, nhưng phải nhất nhất tuân theo sự chỉ đạo và yêu cầu của tổ công tác. Cậu có làm được không? Dạ được ạ. Tốt. Chúng tôi đã kiểm tra lý lịch và nhân thân của cậu. Cậu là con trai duy nhất trong gia đình, có rất nhiều việc tốt, tại sao không làm, lại theo bọn tội phạm? May là chưa xảy ra việc gì lớn. Sau đợt này, nếu cậu làm tốt, chúng tôi sẽ làm công văn đề xuất với bên tòa án giảm nhẹ hình phạt cho cậu vì đã có công giúp cơ quan điều tra bắt tội phạm. Nhất trí như thế nhé. Dạ. Bây giờ có cái này cho cậu đây. Thư của mẹ cậu gửi cho cậu đấy. Tí nữa Thắng đưa lá thư này sang bộ phận hồ sơ của trại để họ lưu trữ. Dạ. Nếu không có gì thay đổi, xong thủ tục chiều nay tất cả lên đường. Đồng chí Thắng, lấy tất cả quân của đội tuyến địa bàn cùng với cả 4 đồng chí bên cơ động nữa, đề xuất xin một chiếc xe 15 chỗ, một chiếc xe 7 chỗ lắp biển số Hà Nội vào. Rõ. Còn thủ tục trích xuất thằng Bách đến đâu rồi? Dạ, bây giờ em qua em làm liền. Với thỏa thuận này, tôi tin rằng sẽ mở ra một cơ hội lớn cho hai tập đoàn chúng ta trong tương lai. Bởi vì nguồn tài nguyên của Việt Nam còn rất dồi dào và phong phú. Và việc quỹ công ty đã đầu tư về vốn và công nghệ cùng chúng tôi trong lĩnh vực khai mỏ, thì tôi tin rằng là việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác sẽ đạt hiệu quả như mong muốn. Hopefully, this agreement opens up opportunity for greater collaboration between our two groups. Resources in Vietnam is still very rich, abundant. With the company you invest in, capital and technology with us in the mining sector, I firmly believe that the shared exploration and exploitation will achieve the desired effect. We very much hope today the agreements open a new cooperation between the two groups. Happy successful corporations and thank you. Chúng tôi rất hy vọng những thỏa thuận ngày hôm nay sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai tập đoàn. Chúc hợp tác thành công. Xin cảm ơn.
Để ghi nhận cho thỏa thuận này thì chúng tôi trân trọng mời quý ngài tham dự một bữa tiệc do tập đoàn An Linh tổ chức. To remember the meeting today, we invite you to the banquet of the One Link Group. Thank you. Xin mời. Alo. Ồ. Được rồi. Ok. Mày lên ngay xem có việc gì. Sao trông anh có vẻ mệt mỏi vậy? Không có việc gì. Vào đi em. Hi. It's a nice day. Yeah, I hope our corporations will be successful. Oh, yes, absolutely. Cheers. What do you think about this? There's a good. Oh, my boss. Oh. Thank you. Cheers. Chiều ơi, Chiều, có ai gọi điện cho thằng Bách nè? Chắc là thằng kia gọi kìa. Mở loa. Bách. Alo, anh gọi em à? Em mệt quá, ngủ nãy giờ không hay. Đang đi à? Dạ, tụi em đang đi anh. Đang đem hàng tươi sống về cho anh nè. Đến đâu rồi? Dạ, đang đêm tối. Chắc là đến Ninh Sơn rồi đó anh. Nếu không có gì thay đổi á thì chiều ngày mai tụi em sẽ tới cửa khẩu. Thằng kia sao rồi? Em cho nó một liều thuốc ngủ, nằm ngủ như chó chứ. Mấy thằng đi với mày, chúng nó ra sao? Toàn bọn thảo vệ không à. Chắc Hải Phòng, anh cứ yên tâm. Lần này vào á, em sẽ cho tụi nó ra mắt anh luôn, xem có dùng được việc gì không. Ok, cứ đi rồi tính. Mà thằng Cường đâu? Thằng Cường nó bị trúng hai viên đạn vào vai và tay. Em đã cho người đưa nó vào bệnh viện gấp ra rồi. Và em cho một thằng ở lại canh á. Khi nào khỏe á thì tụi nó sẽ về sau. Mấy xe gì? Dạ em đi con 15 chỗ, biến Hà Nội. Ok, đi cẩn thận đấy nhá. Dạ rồi, đại ca em biết rồi. Mày diễn tốt đó.
chú ơi, cho cốc cà phê. À, chú ơi, có ai ngồi không em? Dạ không. Đi đâu ngồi mình đây vậy em? Dạ, em chờ bạn. Em qua biên giới à? Dạ vâng. Bạn em tới chưa? Dạ, bạn em đang đến. Bắt chờ lâu quá. Nếu bạn ấy không tới kịp hay để anh đưa em qua, đằng nào anh cũng tiện đường. Nhưng mà em không có giấy tờ, em phải chờ bạn em đến để bảo lãnh. Đi cùng anh ngại gì, anh có mấy mối quen ở đấy, đi qua lại biên giới như ở nhà ấy. Thế anh làm việc ở bên đấy ạ? Anh làm ở sòng bài. Ôi, thế anh làm gì ở trong sòng bài? Anh làm chủ. Ui, thật á? Thích thế. Em chưa bao giờ được đi sòng bài luôn. Em nghe nói chỗ đấy toàn những người có tiền đi ra đi vào thôi. Mà em không có tiền, chịu. Em là người Bắc à? Dạ vâng. Lần đầu tới đây? Dạ. Em là sinh viên? Dạ. Em học trường gì? Anh ơi, cho em bao thuốc vậy ạ. Một thuốc hả? Vâng ạ, cho em bao thuốc. Này, chị nói cho mà nhớ, chị mày tốt nghiệp khoa ma túy học viện cảnh sát, được chưa? Chào ông bạn, chẳng phải ông đang tìm tôi à? Tôi Hùng Nhỏ đây. Tao phải giết mày khi mày ra sân khấu. Quá muộn rồi. Giải nó đi. Đi. Anh có sao không? Toàn đây. Xin giới thiệu với ông Toàn. Đây là sếp Hà, trưởng phòng. Còn tôi là cán bộ ở đây. Tội của ông đã rõ như ban ngày rồi. Không cần phải nói, chắc ông cũng biết. Sẽ rất nặng. Cách duy nhất để cứu ông bây giờ là khai ra thằng trùm ma túy là ai và nhà máy sản xuất ma túy đặt ở đâu. Ông hiểu ý tôi nói chứ? Anh không khai, chúng tôi cũng đã biết khá nhiều rồi. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Tôi muốn anh nói tất cả những gì anh đã biết về ông Chúa. Anh nên nhớ, thành khẩn khai báo, tố giác đồng bọn là một trong những tình tiết giảm nhẹ đặc biệt đấy. Thầy đáng yêu quá nhở. Thầy cũng gấu phết. Thế đã hút mực bao giờ chưa?
Các ông đừng có mất thời gian. Tôi không khai cái gì đâu. Phạm tội gì mà phải khai? Các ông muốn làm gì thì làm. Cũng phải thôi. Xoáy ca mà lại. Những mấy cấu mà đã khai thì vứt. Nhưng mà đằng ấy không khai, bên này cũng đếch cần. Tôi đáng tội chết. Chết thì dễ lắm. Mày nên nhớ bọn công an rất giỏi nghiệp vụ. Bằng mọi giá chúng sẽ cậy mồm thằng này ra. Nên phải kiếm một người bịt miệng nó lại. Vì tôi sẽ là người trực tiếp làm việc này. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta. Vẫn nhẹ bước trên phong trần. Trong vắng yêu thương chim sâu nhưng lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai, ta cố nhận hai. Tìm mình trong cơn mưa đau, vẫn ngước mắt cùng đầu. Dù dòng đời cuộn trong phong lòng ta dục lửa khát khao. Cậy thần, thần cậy cây giá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.